Với phần 3 như thế này thì chúng ta biết là đề chống mất gốc hóa 8 ở phần 3 thì đó là phần khá là quan trọng về kỹ năng. Chủ yếu là chúng ta đi vào kỹ năng là chính. Vậy thì thế nào mà chúng ta lại bị mất gốc phần này? Các con thông thường thì đến phần này là phần mà học trò rất 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 nhiều con là bị trôi, bị trượt kiến thức. Lý do tại sao các con trượt kiến thức ở phần này? Thì các con cần phải hết sức là lưu ý là chúng ta phải biết rằng đây là phần mà bổ trợ cho chúng ta rất nhiều kỹ năng để chúng ta thực hiện các bài tập ở trong phần bộ môn hóa của lớp ta, của lớp 8 của chúng ta nhé. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta mà thấy là phần này mà chúng ta thấy chúng ta không làm được, chúng ta tắt, chúng ta không nhớ được công thức, chúng ta không thuộc được cách làm, chúng ta không biết là thực hiện phép tính đó như thế nào, thì có đồng nghĩa với việc là chúng ta đang bị mất gốc ở phần thứ ba này. Đó. Vậy thì làm nào để chúng ta có thể không mất gốc ở phần thứ ba này? vậy thì trong quá trình mà chúng ta muốn để không mất gốc ở phần thứ ba này thì chúng ta sẽ phải nhớ rằng học hết một phần thì chúng ta đều phải hệ thống lại kiến thức xem phần kiến thức theo cái phần hệ thống mà cô chống mất gốc này các con đã có đủ chưa nếu chưa có đủ thì chúng ta phải bổ trợ phải bổ sung nếu như chúng ta không bổ sung thì đương nhiên chúng ta sẽ bị mất gốc rồi đúng không Và chúng ta sẽ không thực hiện được tất cả những yêu cầu của bộ môn không thực hiện được yêu cầu của bài tập chúng ta sẽ thấy khó khăn trong quá trình làm bài và vì vậy cho nên ở đây chúng ta cần lưu ý là chúng ta sẽ cũng có 3 phần. Tức là cô cố gắng là mỗi một phần cô sẽ hướng dẫn các con bo lại kiến thức lại để chúng ta nhớ 3 phần. Cứ nhớ theo 3 phần là chúng ta sẽ nhớ phần nào cũng có 3 phần thì chúng ta sẽ rất là dễ nhớ. Thế thì khi đó mỗi một phần này thì chúng ta sẽ cần những kiến thức gì để chúng ta có thể không không bị mất gốc và chúng ta không bị quên. À, đến đây thì một số con nói là bài tập là ở phần này thưa cô là con không làm được nữa. Lý do là vì sao khi mà cô hỏi là tại sao con không làm được Thì hỏi đến thì cô con không nhớ công thức tính Những công thức mà được học rồi Rất đơn giản thì chúng ta lại không nhớ Vậy thì nếu chúng ta không nhớ công thức Chúng ta sẽ đương nhiên chúng ta không tính toán được Và khi nhớ rồi Thì chúng ta không có kỹ năng để vận dụng vào hai cái phần dưới này Phần tính theo công thức và phần tính theo phương trình của chúng ta Đó Thì đây là hai phần quan trọng nhất Đặc biệt là phần tính theo phương trình hóa học Đây là dạng bài tập cơ bản Cơ bản rất cơ bản của bộ môn hóa và bất kỳ bài tập nào nó cũng có phần này luôn Và từ bây giờ trở đi Từ lớp 8 này trở đi thì chúng ta khi chúng ta học về phần này xong Thì tất cả các bài tập của chúng ta đến tận lớp 12 Chúng ta đều áp dụng phần này Thế cho nên phần này là phần vô cùng quan trọng Và các con nhớ sơ đồ ở phần 1 Phần 2 và phần 3 thì đều ở cái góc phía bên này của chúng ta đều là những cái kiến thức vô cùng quan trọng, cơ bản nhất, đúng không? Và nó chúng liên quan đến nhau. Như vậy chúng ta chú ý nhé, nếu chúng ta xếp cái sơ đồ tư duy này vào một tờ, chúng ta làm ra một tờ giấy và chúng ta xếp chồng nó lên nhau thì các con sẽ hình dung ra được ngay là cái góc ở chỗ này này nó ta chồng 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 ba cái bốn đúng không thì đều là những phần liên quan đến nhau và là phần rất rất cơ bản kiến thức bổ trợ của chúng ta sẽ là dùng gì ở đây chúng ta đang nói đến công thức tính toán và công thức tính toán trong hóa học của chúng ta sẽ gồm những công thức nào thì ở đây các con không cần dườm già dài, dài dòng cái gì cả các con chỉ cần nhớ cho cô những công thức cơ bản thôi nhớ chưa nào công thức thứ nhất là công thức tính số mol của một chất Vậy muốn tính số mol của chất trước hết chúng ta nhớ khái niệm về mol chất là gì đó Mol là một lượng chất chứa N nguyên tử hoặc phân tử chất đó Nhớ chưa? Mà N thì là gì? Là 6 x 10 mũ 23 nguyên tử hoặc phân tử Hay số đó người ta gọi là số Avogadro Nhớ chưa? Như vậy chúng ta chỉ cần nhớ rất đơn giản là khái niệm về mol Đó Các bạn nhớ nhé và đây là một lượng chất. Cái lượng chất này nó chứa 6 x 10 mũ 23 nguyên tử hoặc phân tử. Đó, thì đây chính là cái những cái đơn giản nhất mà chúng ta cần phải nhớ. Nó là một lượng chất cụ thể. Vậy kèm theo này chúng ta sẽ có cái gì? Kèm theo cái này chúng ta sẽ có cái khái niệm về khối lượng mol. Và ký hiệu là M. Đúng chưa? Vậy trong phần công thức tính toán này, phần công thức đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là tính số mol của một chất. Công thức n bằng m nhỏ trên m lớn. Công thức này chắc chắn là ai cũng phải nhớ rồi. Thế mà có những bạn không nhớ. Vậy thì khi không nhớ thì chúng ta sẽ đương nhiên chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta có thể làm được bài. Đây là công thức cơ bản nhé. Từ công thức này thì các con sẽ suy luận ra hai cái công thức kế tiếp đúng không? Đó là công thức tính gì? khối lượng bằng và công thức tính số mol bằng. Đó. Thì ở đây chúng ta rất là dễ dàng để tính được. Khối lượng thì bằng cái gì? Bằng số mol nhân với khối lượng mol của nó. Bằng n nhân m. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tính công thức tính m, khối lượng. Khối lượng mol đúng không? Thì sẽ bằng cái gì? Bằng khối lượng chia cho số mol. Đó, thì chúng ta chỉ cần nhớ tất cả những cái công thức tính toán này thôi là chúng ta đã có được kỹ năng rồi đấy, chúng ta đã làm được bài rồi. Đó. Như vậy đến đây chúng ta cần chú ý. Công thức tiếp theo nữa đó là công thức tính về cái gì? Tính về tỉ khối. Nào. D của khí A so với khí B thì bằng khối lượng mol của A trên khối lượng mol của B. Đấy là những cái công thức chúng ta rất quan trọng cần phải nhớ. Công thức tiếp theo nữa là chúng ta phải tính cái gì? Đó là công thức tính thể tích thể tích của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn thì bằng cái gì nào? Bằng số mol nhân với 22,4. Đúng không? Nhân 22,4. Nếu đặt ở điều kiện tiêu chuẩn. Đó. Từ từ cái công thức này chúng ta lại suy ra công thức nào nữa? Muốn tính số mol khi biết thể tích. Đúng chưa? Thì sẽ bằng cái gì? Bằng V chia 22,4. Thì đây chính là những cái công thức rất quan trọng nhá. Đây chính là những công thức rất quan trọng. Và về ở đây chúng ta sẽ tính bằng lít. Nhớ chưa? Bằng lít nhá. Chú ý, và V chỗ này cũng là lít. Đây, những cái công thức như thế này. Đó, đấy là những công thức mà chúng ta không được quên. Thì chỉ có mấy cái công thức tính toán vậy này thôi. Đâu có nhiều gì đâu Tại sao nói là không nhớ được đó Như vậy chúng ta rất là dễ dàng Đúng không Vậy chúng ta cần nhớ một chút Thêm một chút chỗ khối lượng mon này Thì khối lượng mon có trị số Bằng nguyên tử khối Hoặc phân tử khối của chất đó Được chưa nào Nhưng mà rất là dễ khối lượng mon Nhưng mà đơn vị của khối lượng mon thì được tính là gì Là gam Còn đơn vị của khối phân tử khối Hoặc nguyên tử khối thì được tính là đơn vị carbon chúng ta chớm một chút như thế như vậy thì chúng ta không bao giờ có thể nhầm lẫn được ít nhất chúng ta phải nhớ được những cái công thức chính cơ bản là như thế này trong cái quá trình chúng ta tính toán Đó. ngoài ra thì các con còn có thể nhớ thêm một số công thức như là tính về uh, khối lượng riêng để chúng ta chuyển đổi từ thể tích dung dịch sang khối lượng dung dịch Đó, ví dụ như thế thì uh, một số những cái tỷ khối của khối lượng riêng của, của chất nọ và sang chất kia chúng ta có thể chuyển đổi thế còn tỷ khối ở đây chúng ta đã tính rồi thì từ đây chúng ta muốn tính được khối lượng mol của a thì chúng ta sẽ lấy tỷ khối nhân với khối lượng mol của B. ở đây chúng ta sẽ chú ý trong phần tỷ khối chúng ta cần chú ý thêm là nếu như uh, một khí A so với khí B thì chúng ta lấy khối lượng mol của khí A chia, chia cho khối lượng mol của khí B. còn nếu như chúng ta so với không khí thì chúng ta sẽ lấy khối lượng mol của khí A chia cho 29 và chúng ta nhớ thêm là tỷ khối của của một chất A so với không khí thì sẽ bằng khối lượng mol của A chia cho 29. đó thì cái công thức này chúng ta cũng có liên quan đến phần công thức của tỷ khối Từ đây xuống nhá Đấy. Thì chúng ta chỉ có một số những cái công thức cơ bản như này thôi Thì chúng ta đã thuộc được trong cái phần công thức tính toán rồi Thực ra công thức tính toán trong hóa học rất là dễ, không có gì là khó cả Cái quan trọng là các con có biết là cái công thức nào là công thức quan trọng mà chúng ta tự suy luận Thì chúng ta tính toán không Đó. Thì ở đây chúng ta chỉ có cái phần rất quan trọng này Nhớ chưa nào Uh, thêm từ cái phần tính toán này thì chúng ta còn thêm một cái công thức nữa đó là công thức về tính uh, tính theo định luật bảo toàn khối lượng thì ở phần trước cô đã nói rồi và đằng sau của chúng ta ở trong phần 6 chúng ta sẽ có một cái phần công thức nữa đó là công thức tính về nồng độ phần trăm nồng độ mol nhớ chưa nào thì hay là độ tan của một chất đó thì đấy là những cái công thức cơ bản ở trong lớp 8 cô chỉ có vậy thôi từ cái công thức này thì chúng ta sẽ suy ra cái phần tính theo công thức hóa học của chúng ta là phần thứ hai phần thứ hai này thì các con hãy chú ý tới phần là tính theo công thức hóa học thì chúng ta sẽ có những cái cái phương pháp tính như thế nào, có những bước tính như nào thì chúng ta cần phải chú ý. Chúng ta sẽ phải quan tâm đến chuyện là chúng ta sẽ uh, có bao nhiêu bước để tính theo công thức hóa học. Tính theo công thức hóa học này chúng ta có thể tính được là một nguyên tố đó chiếm bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu khối lượng trong tổng khối lượng của cả hợp chất đúng không nào? Đó thì chúng ta sẽ tính nó ra được. Thì ở đây chúng ta cần lưu ý với cái tính theo công thức hóa học này chúng ta sẽ có là tính theo phần trăm nhé. Rồi tính theo đơn vị là gam, khối lượng, các bước tiến hành. Thì chúng ta sẽ có 3 bước. Ở đây chúng ta sẽ có 3 bước. ba bước này để chúng ta tính theo công thức hóa học. Đó. Vậy ba bước này đó là gì? Nào. Bước 1 bước 2 và bước 3. Các con chỉ cần nhớ cho cô ba bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ tìm khối lượng mol của hợp chất. À, ở đây là sẽ đi tìm khối lượng mol của hợp chất. Những cái ngắn gọn để chúng ta dễ nhớ, nhớ chưa? Vậy tìm khối lượng mol của hợp chất sẽ làm trong bước thứ nhất. Bước thứ hai là chúng ta tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố. Tìm số mol của mỗi nguyên tố mỗi nguyên tố là bước thứ hai. Đó, trong một hợp chất đấy thì mỗi một nguyên tố đó có bao nhiêu mol nguyên tử ở trong đó thì chúng ta sẽ đi tìm số mol của nó. Và bước thứ ba là bước mà chúng ta đi tìm thành phần phần trăm của nguyên tố. Đó, như vậy chúng ta cũng chỉ có ba bước ngắn gọn, bước 1, bước 2 và bước 3. Được chưa? Ba bước tính theo công thức hóa học chúng ta nhớ và chúng ta vận dụng vào để chúng ta tính thì phần này chúng ta ok rồi nếu các con làm được xong phần này thì con không lo là mình sẽ bị mất góc khóa 8 nữa nhá. đó phần tiếp theo nữa đó là phần tính theo phương trình hóa học thì phần này nó là phần cũng khá là quan trọng đúng không vì cô đã vừa mới nói rồi là phần này là phần cơ bản mà đến tận lớp 12 chúng ta vẫn dùng đến vậy thì ở đây chúng ta đang có là gì với phần tính theo phương trình hóa học này thì chúng ta nên dùng khoảng 3 đến 3 bước hoặc 4 bước. 4 bước là nhiều tại vì cô thường thông thường thì cô chỉ hướng dẫn học trò 3 bước thôi. Tại vì nếu như chúng ta bao giờ chúng ta cũng sẽ uh, tìm ra bốn bước thì các con sẽ thấy là dễ hơn. Nhưng mà chúng ta dùng 3 bước cũng được. Ở đây cô vẫn để 4 bước nhá, cho các con dễ dễ hiểu. Đó, thì ở đây chúng ta cũng có 4 bước này. Đó. Với 4 bước này thì chúng ta sẽ có như thế nào? Bước thứ nhất đó là gì? Là chúng ta sẽ lập phương trình hóa học. Thông thường thì bước thứ nhất ở trong sách thì người ta hướng dẫn là chuyển đổi số liệu từ khối lượng thể tích sang số mol, tức là chúng ta chuyển về số mol để chúng ta tính toán. Cái mấu chốt ở trong hóa học để sau này chúng ta có kỹ năng tính nhanh đó là chúng ta bắt buộc phải chuyển về số mol nhé. Vì chúng ta sẽ tính theo số mol chúng bao giờ chúng ta cũng có một cái kỹ năng nhầm và kỹ năng tính quan trọng nhanh nhất. Vì chúng ta sẽ áp dụng được các định luật, định luật bảo toàn khối lượng, định luật bảo toàn số nguyên tử định luật bảo toán nguyên tử vân vân thì chúng ta sẽ áp dụng rất là nhanh để chúng ta tính toán cho nên chúng ta sẽ làm quen với cái cách là chúng ta chuyển đó về số mol như vậy bước thứ nhất là thông thường người ta nói là chuyển đổi số liệu nhưng thông thường thì chúng ta sẽ dùng cái bước một này là bước mà ở trong sách thì người ta viết là lập phương trình trước đúng không xong rồi chuyển đổi số liệu xong mới tính nhưng khi mà tính như thế thì nó nó hơi ngược một chút lên là cô sẽ chuyển là bước một là chúng ta đi tìm chúng ta sẽ đi lập chuyển đổi trước Chuyển đổi về số mol Ghi cụ thể luôn Và số mol thì là N Đó Bước 1 chúng ta chuyển đổi luôn Bước thứ hai Chúng ta sẽ chuyển về cái gì Bước thứ hai Chính là bước mà Mà các con sẽ Lập phương trình Lập phương trình hóa học thì ở đây chúng ta sẽ làm phải bắt buộc phải lập đúng phương trình hóa học. Thì cái kỹ năng lập đúng phương trình hóa học này là đã ở phần trước rồi, ở phần 2 nhá. Thì các con được xem kỹ cả các phần. Lập phương trình xong thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ xác định tỷ lệ trên phương trình. Bước 3. Xác định tỷ lệ tỷ lệ của chất tham gia và chất sản phẩm Đó. Khi chúng ta xác định được tỷ lệ chất tham gia vào chất sản phẩm này thì chúng ta sẽ hình dung ra được là chất nào cần tìm và chất nào dữ liệu đầu bài cho. Nhưng trong cái này thì chúng ta bước bài chúng ta chú ý nhé là chúng ta sẽ phải xác định cái chất đầu bài cho và cái chất đầu bài cần đi tìm. Như vậy chúng ta sẽ dựa vào dữ liệu đầu bài cho và dữ liệu và cái cái yêu cầu của đầu bài cần tìm để chúng ta xác định cái tỷ lệ của hai chất đó. Nhớ chưa nào? Đó các chất đó chứ chúng ta không xác định tất cả tất cả các chất trên phương trình làm gì cả. Chúng ta chú ý chỗ đó. Bước thứ tư của chúng ta đó là gì? Bước 4 đó là tính tính toán để tìm ra đáp số cuối cùng. Đó. Như vậy chúng ta sẽ có gì? Bước 1. Nào. Bước số 2. Bước số 3 và bước số 4. Đó. Rất đơn giản là như vậy. Nếu như chúng ta nắm kỹ bốn bước này và chúng ta thực hành đúng áp dụng từ công thức ở phần ở phần 1 sang phần 2 rồi sang phần 3 này thì chúng ta sẽ đã xong hoàn thành được cái phần số 3 này mà yên tâm rằng chúng ta sẽ không bao giờ bị mất gốc cả. Và chúng ta sẽ học rất là tốt bộ môn này. Thì đây là những cái kiến thức rất 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 cơ bản để chúng ta có thể hoàn chỉnh được kiến thức của chúng ta trong phần bộ môn hóa 8 và chúng ta chấm được cái sự mất gốc của hóa 8. Và điều này cô biết rằng các con rất là sợ khi mà chúng ta nói đến là học hóa thì thông thường các con nói đến là Ờ, ừ, cô ơi, cô cuối năm lớp 8 rồi cô 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 làm nào cô bổ sung cho con với con bị mất gốc khóa rồi thế thế thì hiểu thế nào là mất gốc hiểu mất gốc là gì là những cái kiến thức cơ bản nhất như thế này này các con không nắm được thì chúng ta sẽ gọi là mất gốc nhớ chưa nào vậy để không mất gốc chống lại cái sự mất gốc này thì chúng ta sẽ hãy hãy nhớ được tất cả những cái phần mà cô đã liệt kê ra đây thì các con sẽ không bao giờ có thể mất gốc được chúc các con học giỏi nhá tạm biệt các con.